Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, tác giả Robert McNamara, người dịch Hồ Chính Hạnh, Huy Bình, Thu Thủy, Minh Nga, giọng đọc Hải Yến, số 14. John Kennedy có một khái niệm rất rõ ràng về vai trò của một tổng thống. Một hôm, tại phòng bầu dục, tôi thảo luận về ngôi vị tổng thống với ông. Tôi vẽ một biểu đồ như sau. Quyền lực nằm ở trục tung và thời gian nằm trên trục hoành. Thưa tổng thống, tôi nói, ngài vào nhận nhiệm sở với một số quyền lực đáng kể. Tôi hy vọng ngài sẽ rời nhiệm sở tay không sau khi đã sử dụng hết tất cả số quyền lực đó vào những gì mà ngài và tôi tin rằng có lợi cho dân tộc mình. Bob Kennedy trả lời, đó đúng là những gì tôi đã nghĩ. Ông nghĩ theo hướng đó và tôi tin rằng ông cũng sẽ hành động theo hướng đó. Tổng thống Kennedy cũng có khả năng lùi xa khỏi vấn đề và quan sát ý nghĩa của nó trên một bình diện lớn hơn. Ông hành động với một cảm nhận về lịch sử và vị trí của mình trong đó. Trong thời gian ông làm tổng thống, một số chúng tôi thỉnh thoảng lại tụ tập buổi tối để tổ chức các buổi thảo luận được gọi là các cuộc hội thảo đồi Hickory. Tại một cuộc thảo luận tổ chức tại khu gia cư của Nhà Trắng, phụ tá tổng thống Arthur Schlesinger đã đưa cha mình là ngài Arthur Schlesinger, nhà sử gia đáng kính của Harvard, đến làm khách danh dự. Tôi không may mắn lại bận việc ở lầu Năm Góc nên phải vắng mặt. Khi trở về nhà hôm đó, tôi hỏi Mark tối hôm đó đi dự một mình, cuộc gặp mặt thế nào? Thật là tuyệt, nhà tôi trả lời. Không ai có thể chen vào một lời nào cả. Cả buổi tối được dành cho những câu hỏi của Tổng thống. Ông đánh giá một Tổng thống như thế nào? Với những tiêu chuẩn gì? Tại sao bạn lại coi Tổng thống X vĩ đại hơn Tổng thống Y? John Kennedy nhìn cả thế giới như một lịch sử và ông có một tầm nhìn rộng lớn. Ông đúng là nhà lãnh đạo vĩ đại với uy tín phi thường và một khả năng gây cảm hứng. Ông đã động viên được cả người già và người trẻ ở trong và ngoài nước, khơi dậy những gì tốt đẹp nhất trong họ. Đây là một năng khiếu vô giá ở các nhà lãnh đạo chính trị. Trong một thế gian không hoàn hảo, ông đã hướng mắt chúng ta về phía các vì sao. Và huyền thoại của ông vẫn tồn tại. Bao nhiêu năm sau cái chết của ông, tôi với tư cách Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã đi cùng với Matt đến các góc xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới, tới những ngôi làng đơn độc ở Ấn Độ, Nigeria và Paraguay, nơi hiếm thấy có một người Mỹ. Ở đó, chúng tôi đã nhiều lần gặp ảnh Kennedy xé ra từ một tờ báo hay một tạp chí, gắn lên tường của một túp lều, một trong những vật giá trị nhất của chủ nhà. Mọi người đều cần những anh hùng, và họ tìm thấy một người như vậy ở John Kennedy. Nếu ông còn sống, tôi tin chắc rằng dân tộc ta và cả thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn. Việc Tổng thống Kennedy hoàn toàn không hài lòng với cách Gingrich điều hành Bộ Ngoại giao không phải là một điều bí mật, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi ít lâu sau cái chết của Tổng thống, tôi được Bobby và một số người khác cho biết Tổng thống dự định cử tôi thay Gin làm Ngoại trưởng khi vào nhiệm kỳ thứ hai. Tôi sẽ từ chối vì hai lý do. Tôi rất kính trọng và có tình cảm với Gin, và tôi không cho rằng mình có đủ năng lực để đảm nhiệm chức Ngoại trưởng. Sau này, khi đã kết thúc 7 năm làm Bộ trưởng Quốc phòng và 13 năm tiếp theo làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, tôi có thể có suy nghĩ khác. Nhưng vào thời điểm đó, nếu Kennedy ép tôi có thể đề nghị ông bổ nhiệm Mark Mundy, người có hiểu biết về lịch sử, quan hệ quốc tế và địa chính trị tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn thường đề cập đến Mark Mundy trong hồi ký này. Tôi nên nói một vài lời đặc biệt ở đây vì nhân cách của ông rất mạnh mẽ và có ảnh hưởng trong suốt thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau dưới thời Tổng thống Kennedy và Johnson. Cả cuộc đời tôi, dù ở công ty Ford, Bộ Quốc phòng hay Ngân hàng Thế giới, tôi luôn cố gắng bồi đắp thêm những khả năng của mình bằng cách liên hệ hoặc vay mượn từ những người có khả năng nhất
mà tôi có thể tìm thấy. Nếu họ có khả năng hơn tôi, điều đó càng tốt hơn. Mark là một người trong số đó. Năm 22 tuổi, là cán bộ nghiên cứu trẻ, giảng viên của Harvard. 29 tuổi, là nhà viết tiểu sử của Henry Stimson. 34 tuổi, là trưởng khoa nghệ thuật và khoa học của Harvard. Ông có một trí thức sắc sảo mà tôi chưa từng gặp. Cho đến nay, ông là cố vấn an ninh quốc gia có năng lực nhất mà tôi đã quan sát trong 40 năm qua. Ông John Kennedy sẽ làm gì đối với Việt Nam nếu như ông còn sống? Người ta đã hỏi tôi câu hỏi trên không biết bao nhiêu lần trong hơn 30 năm qua. Từ đó đến nay, tôi vẫn từ chối trả lời câu hỏi trên vì hai lý do. Ngoài những vấn đề tôi vừa kể, Tổng thống đã không hề nói cho tôi biết về kế hoạch của ông trong tương lai. Hơn thế nữa, bất kể những suy nghĩ của ông trước khi xảy ra cái chết của Diệm là gì đi chăng nữa, thì những suy nghĩ này cũng đã có thể thay đổi khi mà tác động của sự kiện đó đối với những biến động về chính trị ở Nam Việt Nam ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Thêm vào đó, tôi cũng không thấy có lợi lộc gì cho đất nước chúng ta trong sự suy đoán của tôi hay của những người khác về việc ông Tổng thống quá cố sẽ có thể hành động như thế nào. Nhưng hiện nay, tôi lại thấy hoàn toàn khác. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu và nhờ những nhìn nhận lại vấn đề này, tôi cho rằng nếu như Tổng thống còn sống, rất có thể ông đã đưa chúng ta ra khỏi Việt Nam. Có thể ông đã đi đến kết luận rằng người dân Nam Việt Nam không thể tự vệ được và rằng điểm yếu chính trị nghiêm trọng của chế độ Sài Gòn đã làm cho việc cố gắng bù đắp lại những hạn chế của các lực lượng Nam Việt Nam bằng việc gửi quân Mỹ đến trên quy mô lớn là dại dột. Tôi cho rằng ông đã có thể đi đến kết luận đó, mặc dù ông đã lập luận và tôi tin rằng ông đã làm như vậy, rằng Nam Việt Nam và cuối cùng là cả vùng Đông Nam Á sẽ rơi vào tay Cộng sản. Có thể ông đã xem xét sự mất mát đó là đắt giá hơn so với đánh giá của chúng ta hiện nay. Nhưng cũng có thể là ông đã chấp nhận cái giá đó vì ông cho rằng những điều kiện mà ông đặt ra, chẳng hạn đây là một cuộc chiến tranh của Nam Việt Nam và chỉ có họ mới có thể chiến thắng. Và để thắng được trong cuộc chiến này, họ cần phải có một cơ sở chính trị vững chắc là không thể đáp ứng được. Kennedy có thể đã nhất trí rằng sự rút lui sẽ làm cho các con bài domino đổ. Nhưng nếu quân Mỹ còn ở lại thì cuối cùng cũng đi đến kết cục như vậy. Trong khi đó lại buộc phải trả một cái giá đắt kinh khủng bằng máu. Khi mới lên nắm quyền, Tổng thống Kennedy yêu cầu các quan chức trong nội các của ông và các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia đọc cuốn sách Những họng súng tháng 8 của Barbara Tuman. Ông nói cuốn sách này đã tái hiện lại bằng chữ về việc các lãnh tụ châu Âu đã bị thất bại như thế nào trong cuộc chiến tranh thế giới một. Và ông nhấn mạnh, tôi không bao giờ muốn ở trong tình trạng như vậy. Kennedy đã nói với chúng tôi sau khi chúng tôi đọc xong cuốn sách, chúng ta sẽ không sai lầm lao vào cuộc chiến. Trong suốt thời gian làm Tổng thống của mình, dường như Tổng thống Kennedy luôn giữ bài học đó trong đầu. Trong cuộc khủng hoảng Vịnh Con Lợn tháng 4 năm 1961, ngược lại với áp lực mạnh mẽ của CIA và các chỉ huy quân sự, ông luôn giữ niềm tin chắc chắn, như ông đã từng giải thích rõ ràng và đầy đủ với những người Cuba lưu vong trước đó, rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ can thiệp bằng lực lượng quân sự để hỗ trợ cho cuộc xâm lược. Ông vẫn tiếp tục giữ quan điểm này, thậm chí cho tới khi mọi việc đã trở nên rõ ràng rằng nếu không có sự hỗ trợ đó thì cuộc xâm nhập này sẽ thất bại như nó đã thất bại. Tôi cũng nhận thấy sự sáng suốt như vậy trong những ngày căng thẳng của cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Đến hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 1962, đỉnh cao của cuộc khủng hoảng, đại bộ phận các cố vấn quân sự và dân sự của Tổng thống đã sẵn sàng khuyến cáo rằng nếu Khrushchev không chuyển số tên lửa đó ra khỏi lãnh thổ Cuba, điều mà ông ta đồng ý vào ngày hôm sau đó, thì Mỹ cần phải tấn công hòn đảo này. Nhưng Tổng thống Kennedy trong ngày hôm thứ Bảy đó đã luôn luôn khẳng định, cả trong cuộc họp của Ban chấp hành và sau đó là trong cuộc họp phạm vi hẹp
với Bobby, Jean, Mark và tôi rằng Hoa Kỳ phải hết sức cố gắng để tránh nguy cơ của một cuộc chiến tranh không thể dự đoán trước. Ông tỏ ra mong muốn, nếu như cần thiết, đổi việc rút những tên lửa Jupiter đã cũ của Hoa Kỳ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, lấy lại việc Liên Xô rút tên lửa ra khỏi Cuba nhằm tránh nguy cơ này. Ông biết rằng một hành động như vậy sẽ bị Thổ Nhĩ Kỳ, NATO và cả hầu hết các quan chức của Bộ Quốc phòng và Chính phủ Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ. Nhưng ông vẫn sẵn sàng chấp nhận điều đó để tránh cho chúng ta khỏi vướng vào một cuộc chiến tranh. Vì thế, tôi đi đến kết luận rằng John Kennedy rốt cục có lẽ sẽ rút quân khỏi Việt Nam chứ không dấn thêm vào cuộc chiến này. Bây giờ tôi trình bày sự lý giải của mình trên đây, vì dưới ánh sáng của nó tôi phải giải thích như thế nào và vì sao chúng ta, bao gồm cả Lyndon Johnson, những người kế tục chính sách, thực hiện các vai trò của mình sau cái chết của Kennedy, đã quyết định việc đưa nửa triệu quân chiến đấu Hoa Kỳ sang Việt Nam. Vì sao chúng ta đã làm như vậy? Và chúng ta có thể rút ra những bài học gì từ những hành động của chúng ta? Ông bạn Henry Kissinger của tôi sẽ tự ái về điều này, nhưng câu trả lời của tôi sẽ là, mặc dù ông mang danh hiệu Cố vấn An ninh Quốc gia và văn phòng của ông nằm ở Nhà Trắng, trong những năm đó, thực tế ông đảm nhiệm chức trách như là Ngoại trưởng. Lúc đó chúng tôi đều không biết, và trái với dự đoán của CIA, Liên Xô đã có khoảng 160 đầu đạn hạt nhân ở Cuba, kể cả một loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật. Một cuộc tấn công của Mỹ hầu như sẽ dẫn đến đụng đầu hạt nhân với hậu quả nghiêm trọng. Trong phụ lục có thông tin chi tiết về điểm này. Mặc dù bị chấn động bởi vụ Tổng thống bị ám sát, đất nước này tiếp tục sống mà không có John Kennedy. Vào buổi chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 12, trong khi các hoạt động chuẩn bị tang lễ đang tiếp tục và người công nhân đang tụ tập xung quanh văn phòng bầu dục để chờ đón vị chủ nhân mới của nó, thì Tổng thống Johnson có cuộc gặp mặt với Jean, Mark, Jacques Bell, Henry Cabot Lodge, trước đó đang có mặt tại Washington theo kế hoạch thỏa thuận có từ trước, John McConnell và tôi trong văn phòng phó tổng thống mà Johnson đã là chủ nhân trong tòa văn phòng hành pháp cũ nằm ngay phía tây của Nhà Trắng. Lyndon Baines Johnson là một trong những người phức tạp, thông minh và cần cù nhất mà tôi từng gặp. Trong con người ông chứa đựng tính cách phức tạp, vừa cởi mở vừa xảo quyệt, vừa nhân hậu vừa ích kỷ hẹp hòi, vừa nhiệt tình vừa cứng rắn, vừa hiền lành vừa độc ác. Ông là một nhân vật mạnh mẽ, đầy mâu thuẫn, làm tôi nhớ đến một câu trong bài hát Bài hát về tôi của Walt Whitman. Phải chăng mâu thuẫn với chính mình là tôi đó cũng tốt thôi, vì cũng chẳng làm sao, tôi to lớn để chứa đựng tất cả. Ông là một nhà chính trị có khả năng điều khiển, chỉ huy người khác. Ông quan niệm vai trò của mình là phân biệt những sự khác biệt của những người dân Hoa Kỳ và sau đó điều hòa những điểm khác biệt đó để cho đất nước có thể đi lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Với ý nghĩa đó, ông lên nhậm chức Tổng thống đúng vào thời điểm người ta cần ông nhất. Một thời kỳ của tình trạng bất đồng sắc tộc ngày càng tăng và sự bất bình đẳng về kinh tế dai dẳng. Mặc dù Johnson đã từng là một bộ phận của chính quyền Kennedy trong 3 năm, không một ai trong số chúng tôi đã từng làm việc gần gũi với ông. Sự không ngờ vực lẫn nhau giữa hai phái, Kennedy và Johnson, chắc cũng đã làm cho Johnson phải tự hỏi liệu ông có thể trông mong vào sự trung thành tuyệt đối ở các thành viên trong nội các của Tổng thống Kennedy hay không. Chỉ trong vòng vài ngày, nếu không nói là vài giờ sau đó, ông đã hiểu ra rằng cả Jean và tôi cũng trung thành như chúng tôi đã từng trung thành với đã đến Washington để phục vụ đất nước mình. Một đất nước mà bây giờ ông là một vị lãnh tụ theo hiến pháp quy định. Trong những năm tiếp theo, không một lần nào ông lại có thể có lý do để nghi ngờ về lòng trung thành của chúng tôi đối với ông nữa. Nhưng vào thời điểm ông lên nhậm chức, tôi chỉ biết rất ít về ông. Trong khoảng thời gian từ khi Johnson lên nắm quyền cho tới khi tôi rời khỏi Lầu Năm Góc, Tổng thống Johnson và tôi
đã thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau nhất có thể được. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi khác hẳn với mối quan hệ của tôi với Tổng thống Kennedy và phức tạp hơn. Johnson là một người thô thiển, đối cả với bạn bè cũng như kẻ thù của chính ông. Ông xét nét tất cả mọi người, ông cố tìm ra điểm yếu của mỗi người, và một khi ông đã tìm ra được điểm yếu đó, ông cố gắng sử dụng nó. Ông có thể là một người cục xúc, mặc dù ông chưa xử sự như vậy bao giờ với tôi. Ông hiểu rằng tôi sẽ xử sự một cách thẳng thắn với ông, nói cho ông biết tôi tin tưởng vào cái gì hơn là nói những gì mà tôi nghĩ là ông muốn nghe. Nhưng một khi ông, với tư cách là Tổng thống, đưa ra một quyết định, tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện nó. Lòng trung thành một cách thẳng thắn như vậy luôn là phong cách của tôi, và tôi cho rằng điều đó làm cho cả Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson đều tin tưởng vào tôi. Họ biết rằng những gì họ nhìn thấy là những gì họ có, rằng tôi sẽ không nói với họ những gì mà họ muốn nghe nếu như tôi không đồng ý với họ. Giống như tất cả những vị lãnh tụ vĩ đại khác, cái mà họ muốn chính là kết quả công việc. Về một khía cạnh nào đó, cách xử sự như vậy với Kennedy và Johnson cũng giống như trước kia tôi xử sự với Henry Ford II. Một khi tôi đã hoàn thành công việc, họ không phải lo lắng gì nữa. Họ biết rằng lòng trung thành của tôi là tuyệt đối và rằng các mục tiêu của tôi và của họ là một. Cả hai tổng thống đều hay đề nghị tôi cố vấn hay giúp đỡ trong cả các vấn đề bên ngoài phạm vi quyền hạn của một bộ trưởng bộ quốc phòng. Chính điều này lại làm cho cuộc sống của tôi trở nên phức tạp. Một ví dụ về điều này xảy ra vào một mùa thu, con trai của tôi, Gray, đã chơi trong đội bóng đá của trường Spal được 3 năm và được coi là một trung vệ cứng của đội toàn vùng New England. Nhưng cả tôi và Matt đều chưa bao giờ xem nó đá bóng. Trận đấu cuối cùng của nó được ấn định vào một ngày nghỉ cuối tuần của tháng 11. Tôi nói với Tổng thống điều đó, đề nghị ông cho tôi nghỉ việc vào một chiều thứ Bảy và sẽ trở lại văn phòng vào buổi sáng Chủ nhật. John cằn nhằn, nghỉ suốt cả thời gian đó à? Nhưng tôi cho rằng lời nói đó có nghĩa là ông đành chấp nhận. Ngay khi Matt và tôi đến khách sạn ở Concord, bang New Hampshire vào chiều thứ Bảy, tôi nhận được một bức thư ngắn phải gọi điện ngay lập tức cho Tổng thống. Khi tôi gọi điện thoại cho ông, Tổng thống nghe điện thoại và hét lên, anh đang ở đâu? Tôi kiên nhẫn giải thích cho ông tôi đang ở đâu và tại sao lại như vậy. Tôi muốn anh quay về đây ngay lập tức để làm cái giá hàng nhôm chết tiệt ấy hạ xuống. Ông nói một cách giận dữ. Tôi nói rằng tôi không biết tí gì về giá nhôm, và dù sao Tổng thống cũng có Bộ trưởng Thương mại giúp giải quyết vấn đề này. Thôi được. Nếu như anh muốn đặt sự vui vẻ của bản thân mình lên trên lợi ích của Tổng thống của anh và của đất nước anh, ông dừng lại, thì anh cứ ở nguyên tại chỗ đó. Tôi nói, tôi xin thỏa thuận thế này, tôi và Matt sẽ xem trận đấu bóng chiều nay và tôi sẽ quay trở lại văn phòng làm việc sáng sớm ngày mai. Ông dập điện thoại xuống. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.